Đây là bãi đá bảy màu này. Trên này thì dê quá trời luôn, đang nuôi dê này. Một cái vùng biển mà trên bờ chỉ có đá sỏi không à. Đá sỏi nhiều lắm. Dọc đây đá sỏi đẹp. Biển này cũng đẹp miên man luôn. Này thì không tắm được. Không tắm được nhưng mà đá sỏi nhiều lắm luôn. Đá sỏi nhiều màu lắm. Đấy, tắm màu là thế này. Ôi ôi, nước lên ghê quá. Các bạn này, bạn nào chưa có điều kiện tới bãi đá bảy màu này, có nhiều đá lắm à. Nhiều màu, một màu này, hai màu này, đó, đây thế này, ba màu này, nhiều màu quá trời luôn. Vợ ơi, em mặt ở đây chào mọi người đi. Hello, có tiếng chưa? Tiếng đá nhiều lắm này, nhiều bạn em. Bãi đá này chỉ có là đá bảy màu không à. Trên này thì dê không biết nó ăn cỏ hay là nó ăn đá nữa. Quá xịn luôn. Du lịch đây, nước biển đây các bạn này, vùng biển đẹp yên mơ man luôn. Đây nó chỉ có đá không à, xe đây 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 đây, đây. Nước biển lên đẹp chưa à. Đi dọc bờ biển cho các bác coi này à. Và quay chồng vào hình cái cho bà con biết cái, để yên nhé. Hello, chào anh, lạc đá đi. Biển này thì như không biết là nó sâu xuống bao nhiêu nữa các bạn, nhưng mà nghe nói đâu là bà con nói là nó sâu ra ngoài cái tiếp bên kia là toàn là đá không ấy, toàn là cái đá sỏi này không nè. Đây thì có con dê đây này, đó có mấy đàn dê lần, không biết là dê họ nó ăn cái gì ở đây nữa, nó ăn đá này sao ấy. Các bà con thấy đẹp không? Sóng biển nuôi rồi, quá đẹp luôn. Chờ chút chụp ảnh cho luôn. Xong rồi, ba phút, ok. Thế nhá, chào bà con, chào các bác anh chị. Đẹp không? Mênh mông bây giờ biển luôn.